đặt khách là vào như nào nhỉ? Đấy à? Đánh bọc xuống đấy à? Bán hàng nó bị sao em? Không có tiền lấy á? Cho số điện thoại à? Cho anh xuống gọi khách hàng nhé. Sàn mõ mõ đi. Ờ, bây giờ anh ạ. Rồi đọc đi ạ. Anh chị. Em đang đứng cạnh khách không? Em chào tất cả các chị nha. Em chào tất cả các chị gái đi ạ. Em vâng, xin chào tất cả các chị yêu đến với buổi live ngày hôm nay nhé. Xin chào tất cả các chị đã đến với cái buổi live stream bên shop Hương Tokyo ngày hôm nay. Hôm nay thì bên shop em sẽ lên sóng một buổi sáng cũng như thường lệ thôi ạ. Và ngay đầu live stream ngày hôm nay, những chị gái nào đang theo dõi live stream thì cho phép em xin gửi lời chào đến tất cả các chị yêu nha. Cũng như là cho bên shop em xin một dấu chấm để em biết là các chị gái không bị ẩn comment, cũng như là em có thể nhìn thấy các chị đang theo dõi live stream đấy ạ. Vâng, em chào tất cả các chị yêu đã đến buổi live stream ngày hôm nay đấy ạ. Đầm họa tiết mới đăng có like không chị? Là vâng, đầu đầm họa tiết đó là cái mã sản phẩm cực kỳ hot hit bên shop em nhá. Vừa mới về hàng xong, một lát nữa em sẽ lên mẫu những cái mẫu siêu phẩm cho các chị gái được chưa ạ? Rồi, bây giờ ngay đầu livestream ngày hôm nay thì như thường lệ em sẽ có một cái mini game nho nhỏ để dành tặng cho các chị, cũng như là để cho chị em mình cùng săn cái mã sản phẩm em đang mặc các chị yêu nha. Rồi, mã sản phẩm em đang mặc đây có đủ 3 màu xinh nhiêu cho các chị gái nhá. Mã sản phẩm này thì bên shop em có cả màu vàng nữa, nhưng mà hiện tại màu vàng thì đang cháy hàng rồi, nên là chỉ còn 3 màu thôi ạ. Và em sẽ tặng quà cho chị gái nào chia sẻ nhiệt tình giúp em này, chia sẻ giúp em 3 lần ở chế độ công khai, cũng như là chia sẻ giúp em lên 5-10 lần các hội nhóm lớn được chưa ạ? Rồi, mã sản phẩm ngày hôm nay đó là một em váy cực kỳ xinh yêu các chị yêu nhá. Mã sản phẩm này các chị em có thể mặc đi chơi này, mặc đi ăn cưới này, cũng như là mặc đi chơi rất là phù hợp rồi đấy ạ. Rồi, mã sản phẩm em đang mặc trên người áp dụng cho các chị gái chia sẻ livestream để được săn mã sản phẩm này với giá là 19k nhá. Có size 60kg không bạn? Dạ vâng, mã sản phẩm em đang mặc trên người có size 19k chị gái nhá. Có size 19k đấy ạ. Chào chị Simaya nhé, lâu lắm rồi mới thấy chị gái. Rồi, xin chào tất cả các chị gái đến với buổi live stream ngày hôm nay. Như thường lệ thì các chị nhanh tay chia sẻ giúp em này 3 lần trên trang cá nhân và chia sẻ giúp em lên 5 lần lên các hội nhóm để săn cái mã sản phẩm em đang mặc trên người với giá 19k được chưa ạ? 19k có màu em đang mặc là màu nu, 19k em có màu đen và 19k em có màu đỏ được chưa ạ? Lâu lắm rồi mới lên sóng với tất cả các chị yêu ạ. Có thấy mình không? Em chào chị Diệu Hương Nguyễn Thị nha. Em có thấy tất cả các chị gái, chị nào đang theo dõi livestream, nhanh tay để lại cho em xin một dấu chấm để em chào hỏi các chị gái, cũng như là để em biết là các chị không bị ẩn comment trong cái đầu livestream như thế này được chưa ạ? Rồi, chị gái nào đang theo dõi livestream nhanh tay để lại cho em xin một chấm ạ. Một chấm nào, một chấm tương tác, một chấm chia sẻ. Sau đó nhanh tay comment cho em đúng cú pháp để được nhận mã váy ngày hôm nay với giá là 19k. Em đang mặc trên người ạ, 19k kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại. Em đang mặc là màu nu các chị yêu nhá. Có màu nu này, có màu đen và em có màu đỏ, có đủ size cho các chị gái lựa chọn luôn. Hiện tại thì màu vàng bên giúp nhà em cái mã sản phẩm này cực kỳ chạy hàng, nên màu vàng thì đã hết hàng rồi đấy ạ, và chỉ còn duy nhất 3 màu xinh yêu thôi. Nên những chị gái nào đặt hàng thì cũng nhanh tay để chơi mini game, cũng như là để đặt mã sản phẩm em đang mặc trên người nhá. Vải dày dặn không? Dạ vâng, xin chào chị Mai Mai. Cái mã sản phẩm em đang mặc trên người, cái vải của nó không bị quá dày, tại vì váy xòe nên là phải có cái độ suông, độ bay của nó nhá. Nếu mà quá dày thì nó sẽ không thể nào mà bay váy được ạ. 65kg vừa không? Dạ vâng, 65kg có số size trong người 65kg nhá. Bên giúp em có size S này, size M, size L và size XL, tùy thuộc vào chiều cao và cân nặng của chị gái. Chị gái nào rơi vào khoảng độ tầm 46 cân quay đầu, mặc cho em size 46 cân trở lên đến tầm 52-53 cân quay đầu, mặc cho em size M được chưa ạ? Còn chị gái nào trên 53 cân, 54 cân đổ lên, rơi vào khoảng độ tầm 58 cân thì các chị mặc cho em size L. Còn những chị gái nào trên 58 cân thì mặc cho em size XL được chưa ạ? Đó là bảng size bên shop Hương Tokyo được chưa các chị yêu? Rồi, mã sản phẩm ngày hôm nay em đang mặc trên người áp dụng cho chị gái nào đã chia sẻ livestream và làm đầy đủ các bước để nhận mã phần quà ngày hôm nay với giá là
19k được chưa ạ? 19k màu em đang mặc là màu nu, 19k màu em cầm trên tay là màu đen, 19k màu đỏ. Áp dụng cho các chị gái đã chia sẻ làm đầy đủ các bước comment cho em. 19k kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại. Xin chào tất cả các chị gái nào đang theo dõi để lại cho em xin một chấm nha. Dạ vâng, em chào chị Hà Giang Bùi nhá. Chị hãy lưu ý giúp em comment cho em kèm số điện thoại nữa, kèm số điện thoại nữa nha. Rồi, em chào chị Tâm Tô, em có thấy comment của các chị gái thôi. Chị nào đã chia sẻ chưa ạ? Các chị gái đã chia sẻ chưa ạ? Nhớ là comment cho em là đã chia sẻ nha. Chị gái nào theo dõi livestream em gọi tên lên đây, tức là chị gái đó sẽ được nhận phần quà trong buổi live ngày hôm nay. Và lưu ý giúp em nha, nhớ là ở lại live để nhận quà. Còn chị gái nào mà đã chót ao ra ngoài rồi thì em sẽ nhường ngay phần quà đấy cho chị gái may mắn khác nha các chị yêu nha. Rồi, chia sẻ nhiệt tình comment cho em nào. 19k màu em đang mặc trên người là màu nu, 19k màu nu, 19k màu đen và 19k màu đỏ được chưa ạ? Chia sẻ livestream để mua hàng với giá là 19k ưu đãi tại shop Hương Tokyo các chị yêu nha. Rồi, em chào chị Khánh Thi nhá, em có thấy comment chị gái rồi đấy ạ. Có trắng không? Mã sản phẩm này ở bên shop em thì hiện tại hết trắng hết vàng rồi các chị yêu nhá. Nên như chị gái nào thích em này thì có thể chọn sang màu nu. Màu nu cũng rất là nhẹ nhàng như em đang mặc đấy ạ. Em có màu đen và em có cả màu đỏ nữa nhá. Rồi, em chào chị Hằng Bibi nhá. Em chào chị yêu, em thấy comment của chị gái rồi. Em chào chị Hoa Lê, em cũng thấy comment của chị gái luôn. Chào chị Băng Trương này rồi. Chào chị Jenny Ngô. Rồi, các chị chia sẻ nhiệt tình chưa ạ? Chị nào đã chia sẻ rồi, nhanh tay comment theo đúng cú pháp. Chị nào mà sai cú pháp, em nhiều phần quà cho người may mắn khác luôn đấy ạ. Nên lưu ý giúp em comment cho em là 19k kèm màu các chị yêu thích, kèm size các chị mặc, cũng như là kèm số điện thoại các chị đang sử dụng được chưa ạ? 19k kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại để được chốt với giá là 19k khi các chị chia sẻ giúp em 3 lần trên trang cá nhân, 10 lần lên các hội nhóm lớn để được dinh phần quà ngày hôm nay với giá là 19k thôi ạ. Rồi, màu em mặc là màu nu các chị yêu nhá. Chất này là chất phải gì chị? Chất này là chất cát hàn nhá, nên có độ nhẹ này, có độ bay và đảm bảo là rất phù hợp với thời tiết mùa thu đông, mùa đông rồi. Đấy, các chị em chỉ cần khoác thêm lên mình một em áo dạ hoặc khoác lên mình một em áo phao ống dài là cực kỳ đẹp rồi nhá các chị yêu nhá. Rồi, mã sản phẩm em đang mặc là chất cát hàn các chị yêu ạ. Rồi, mã sản phẩm này có giá là 19k, 19k màu nu ạ, 19k màu đen và 19k màu đỏ cho chị gái nào nhiệt tình chia sẻ cũng như là comment đúng cú pháp để được nhận phần quà ngày hôm nay nha. Rồi, xin chào tất cả các chị yêu. Chị gái nào mà em chưa đọc tên thì hãy comment nhiều lên, tránh trường hợp là các chị ít tương tác có thể sẽ bị ẩn comment được chưa ạ? Nên các chị lưu ý giúp em nha. Rồi, em chào chị gái nhá, chị Phượng ớt, em thấy comment chị Phượng ớt rồi ạ. Dạ vâng, chào chị Trần Bích Ngọc. Chị Trần Bích Ngọc ơi, bổ sung ngay số điện thoại cho em, comment cho em 19k kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại nha. Em chào chị Kurum Nguyễn này, có thấy này. Rồi, thấy chị Băng Trương này, Hà Giang Bùi này, có thấy chị luôn nhá, có thấy Phượng ớt này. Đấy, rồi em thấy các chị comment đúng phát rồi đấy ạ. Bây giờ em sẽ nhanh tay dành thêm cho các chị 3 phút chia sẻ nữa thôi, 3 phút comment thôi. Sau đó em sẽ tặng phần quà và em gọi tên các chị lên đây để nhận quà giúp em luôn được chưa ạ? Luôn và ngay, dinh quà liền tay của các chị yêu. Đấy, quay gần cho các chị này. Hai bên này thì có hàng cúc này. Đấy, rất phù hợp cho các chị em mặc đi chơi Tết. Mặc đi chơi Tết, mặc đi chơi xuân thì quá phù hợp cho cái mã sản phẩm em đang mặc trên người đấy ạ. Và đặc biệt hơn là em này thì có đủ size, có từ size S, M, L và size XL, tùy thuộc vào chiều cao và vóc dáng cân nặng của chị gái để đặt sao là đặt size làm sao cho các chị phù hợp với cái vóc dáng và chiều cao cân nặng các chị yêu nha. Lưu ý giúp em nha. Và size S thì bao cho các chị từ 45 46 cân quay đầu. Size M thì các chị cứ tầm 54 cân quay đầu mặc cho em size M thoải mái. Rồi, size L thì các chị rơi vào khoảng độ tầm 58 cân quay đầu và size XL thì từ 58 cân đổ lên đến tầm 65 cân thì các chị mặc cho em size XL được chưa ạ? Rồi, mã sản phẩm ngày hôm nay nhanh tay comment cho em nào để em bắt đầu quay tặng quà cho chị gái may mắn đầu tiên trong buổi live ngày hôm nay để nhận mã sản phẩm ngày hôm nay với giá là 19k nha. Rồi, mã sản phẩm 19k màu em mặc là 19k màu nu, 19k màu đen, 19k màu đỏ, kèm size, kèm số điện thoại. Chị gái nào may mắn thì em sẽ gọi tên lên đây và ghim luôn. Rồi, bây giờ em sẽ bắt đầu dành tặng cho chị gái may mắn đầu tiên trong buổi live ngày hôm nay nào. Em sẽ ghim lên đây và bắt đầu gọi tên luôn nha. Rồi, ok, em sẽ ghim luôn và chị kiểm tra cho em chị gái đấy đã chia sẻ chưa nhá. Rồi, bây giờ em sẽ bắt đầu gọi tên chị gái nha. Chúc mừng chị gái Hằng Bibi. Rồi, chị gái Hằng Bibi có đuôi số điện thoại là 289. Không biết là
là chị Hằng BB có còn theo dõi livestream không ạ? Rất là may mắn sẽ sở hữu ngay một em váy xinh yêu, phần quà để bên shop Hương Tokyo có cơ hội dành tặng cho các chị gái trong buổi live ngày hôm nay, tri ân nhân dịp Noel cũng như là dịp lễ Tết sắp đến. Dịp lễ Tết sắp đến các chị yêu nhá. Rồi bây giờ hãy kiểm tra chị Hằng BB xem đã chia sẻ chưa ạ? 19k, còn chị gái nào muốn được nhận quà nữa nhanh tay chia sẻ livestream giúp em. Chia sẻ giúp em 3 lần trên trang cá nhân, 10 lần lên các hội nhóm, sau đó chị em mình nhanh tay comment cho em. 19k màu em mặc là màu nu, 19k màu đen và 19k màu đỏ được chưa ạ? Chia sẻ cho chị. Lần BB chia sẻ, mới chia sẻ một lần. À chị Hằng BB ơi, chị mới chia sẻ có một lần thôi. Trời ơi, mới chia sẻ có một lần thôi. Cú pháp em đưa ra các chị yêu nhá. Nhớ là chia sẻ giúp em ít nhất là 3 lần ở chế độ công khai trên trang cá nhân chị Hằng BB. Không biết là còn theo dõi livestream không ạ? Hãy lên tiếng giúp em đi ạ. À, dạ vâng, rất tiếc là chị Hằng BB mới chia sẻ có một lần duy nhất thôi. Còn chị gái nào chia sẻ một lần thì nhanh tay chia sẻ giúp em nào. Đủ 3 lần nha, đủ 3 lần các chị chia sẻ không mất gì cả mà lại được nhận quà. Xong livestream các chị có thể xóa đi thoải mái luôn đúng không ạ? Mà mình vẫn được nhận quà và đầy đủ cú pháp. Còn chị gái nào mới chia sẻ một lần thì nhanh tay chia sẻ giúp em nhá. Rất tiếc là chị Hằng BB là chia sẻ giúp em mới có một lần thôi. Em sẽ nhường phần quà này cho người khác nhá. Chúc chị may mắn lần sau ạ. Đã quay vào ô mất lượt rồi, rất tiếc nha. Rồi, tiếp tục tặng cho một người may mắn tiếp theo nha. Em sẽ lại tiếp tục ghim đây. Tiếp tục ghim chị gái nào đã chia sẻ đầy đủ các bước nha. Rất tiếc cho chị Hằng BB đấy ạ. Em chia sẻ vào hội nhóm rồi, cảm ơn chị Zelingo nha. Biết đâu sẽ là người may mắn tiếp theo nhận phần quà ngày hôm nay thì sao phải không ạ? Rồi, mã sản phẩm 19k này, 19k màu nu, 19k màu đen, 19k màu đỏ. Các chị em hãy ở lại like để còn săn những cái mã siêu phẩm cực kỳ hot hit. Không việc gì phải đi đâu cả. Đấy, ở lại với shop Hương Tokyo thì đảm bảo các chị em còn nhiều phần quà nữa đấy ạ. Rồi bây giờ em sẽ tặng quà cho một chị gái may mắn khác nha. Váy bao nhiêu vậy em? Dạ vâng, mã sản phẩm này thì em cũng sẽ báo giá luôn, áp dụng cho các chị gái đã chia sẻ livestream trong buổi live ngày hôm nay. Chi ân các chị gái, mã sản phẩm này hôm nay chi ân các chị chia sẻ sẽ chỉ còn 240.000 thôi các chị yêu nhá. 240.000 cho mã sản phẩm cực kỳ hot hit như thế này chưa? Ở đâu em ơi, 285 chưa em? 285 à? 285.000 các chị yêu nhá, 285.000 đấy ạ. Có thấy comment không? Em chào chị Vũ Vi Dương, em có thấy comment chị gái nhá. Em chào chị Ali Nguyễn này. Rồi em chào chị Vân Nguyễn, chào chị Bằng Trương. Rồi em sẽ dành tặng quà cho chị cả gái khác nha. Rồi chị ghim luôn cho em nha. Em sẽ ghim lên đây luôn và kiểm tra xem chị gái này đã chia sẻ chưa. Đặc biệt giúp em là nhớ là chia sẻ giúp em luôn và ngay. Sau đó các chị comment, biết đâu mình sẽ là người may mắn nhận phần quà ngày hôm nay sao phải không ạ? Rồi bây giờ em sẽ ghi và tặng quà cho chị gái này, sau đó em sẽ chuyển qua phần bán hàng đi chưa ạ? Mã sản phẩm em đang mặc trên người ngày hôm nay chị em các chị gái sẽ chỉ còn 285.000. 285.000 nhá, váy dài qua gối các chị yêu này. Váy dài đến gối nhá, rất là xinh yêu, rất là nhẹ nhàng, đảm bảo các chị em này ai cũng mặc được cái mã sản phẩm này đấy ạ. Rồi em có thấy chị Nguyễn Úy, em có thấy chị Thùy Diễm Black nha. Rồi mã sản phẩm này nhá. Em được ghi tặng nhá. Chị tặng đi. Rồi em sẽ ghim tặng chị gái này may mắn này. Rồi xin chúc mừng chị gái Huyền Thanh. Không biết chị Huyền Thanh có còn trong livestream ngày hôm nay không ạ? Chị Huyền Thanh này có đuôi số điện thoại là 538 ạ. Dạ vâng, chị gái may mắn để nhận phần quà ngày hôm nay với giá 19k thôi ạ. Chỉ có 19k thôi nha các chị yêu nha. Đảm bảo là chị gái này cũng rất là may mắn đây. Rồi chị Huyền Thanh có còn trong livestream không ạ? Kiểm tra chị Huyền Thanh xem đã chia sẻ cho chị ơi. Chia sẻ 2 lần rồi. Rồi ok này, em có thấy chị Simaya nhá, em có thấy chị gái nhá. Rồi em có thấy chị Lê Cát này. Rồi chị Huyền Thanh đã chia sẻ rồi, rất may mắn nhá. Chị Huyền Thanh hãy nhanh tay chủ động inbox cho nhà em, chủ động inbox cho nhà em màu cũng như là địa chỉ để nhận mã phần quà ngày hôm nay với giá 19k được chưa ạ? Rồi bây giờ thì em sẽ chuyển qua phần bán hàng. Chị Yên các chị gái, mã sản phẩm em đang mặc trên người với giá là 285k. Đảm bảo các chị em là mã sản phẩm này của em là hàng loại 1, hàng thiết kế và bao chất cho các chị gái luôn. Đấy, ở ngoài thị trường thì cũng có rất nhiều mặt hàng, mã sản phẩm cũng có thể là dáng như thế này, nhưng chất liệu, về chất liệu thì đảm bảo các chị em là tiền nào của đấy. Nên chị em yên tâm một điều là em bao chất đẹp cho các chị gái luôn nhá. Với mã sản phẩm em đang mặc trên người có giá 285.000. Mã bao nhiêu? V bao nhiêu nhỉ?
V58 ạ, V58 có giá 285.000. Những chị gái nào chưa thấy em trả lời thì cứ comment đi ạ. Có thể là bị ẩn comment em chưa đọc kịp đi ạ, nên các chị thông cảm giúp em nha. Váy bạn mặc bao nhiêu bạn ơi? Dạ vâng, chào chị gái Trang em. Mã sản phẩm em đang mặc trên người có giá là 285.000 nhá. Em chia sẻ rồi mà. Em chào chị gái Thanh Trúc này. Chị gái Thanh Trúc có thể là chia sẻ rồi nhưng chưa may mắn được nhận phần quà ngày hôm nay. Hãy cố gắng lên chị yêu nhá. Cứ theo dõi livestream nhà em đi. Hôm nay chị gái nào được nhận quà thì các chị gái có thể chúc mừng cho chị gái đó nhá. Còn chị gái nào chưa may mắn nhận phần quà ngày hôm nay thì cứ theo dõi đi, biết đâu chiều nay hoặc tối nay các chị em sẽ là người may mắn tiếp theo nhận phần quà ngày hôm nay thì sao, các chị yêu. Đấy, rất nhiều phần quà đang chờ đón chị yêu, được chưa ạ? Rồi bây giờ thì em sẽ chuyển qua phần bán hàng. Rất nhiều chị gái đang muốn mua cái mã sản phẩm em đang mặc trên người với giá ưu đãi trong buổi live ngày hôm nay nha. Hôm nay chị ân các chị gái cái mã sản phẩm em đang mặc trên người sẽ chỉ còn 285k, mã V58 kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại. V58 màu nu này, V58 màu đen, được chưa ạ? V58 màu đen này, V58 màu đỏ nhá các chị yêu nhá. Đấy, các chị thể nhìn rõ này, em dơ gần cho các chị xem chất nha. Ok, em đó. Thương chị Như Ngọc Phạm nhá. Các chị nhìn chất của em đi ạ. Chất này dày dặn vừa đủ này, không bị quá dày, không quá cộm, mà đảm bảo với các chị em là mặc nhẹ này mà lại còn bay bay, rất phù hợp với thời tiết đang như thế này các chị yêu nhá. Thời tiết vào thu đông như thế này đi ạ. Mặc màu đỏ đi chế, rồi chờ em lát nữa em sẽ lên màu đỏ luôn. Ok, chị Như Ngọc Phạm, chốt chị Như Ngọc Phạm luôn nha. V58 kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại cho em. 285k chi yên tất cả các chị gái luôn. Bao cho các chị gái là hàng loại 1, hàng thiết kế loại 1, bao về chất liệu cũng như là bao về kiểu dáng luôn đấy ạ. Rồi có đủ size nhá. Và những chị gái nào bên shop nhà em thì có thể chỉnh sửa được nhá, tại vì hàng nhà em là hàng thiết kế. Nên các chị yên tâm một điều là bên shop nhà em có thể chỉnh sửa được, bóp eo hay là cắt ngắn đi đều được hết các chị yêu nha. Đó, em mặc đỏ em mặc đó size gì? Em đang mặc là size M nhá các chị gái nhá. Em đang mặc là size M nhá. Chất gì em? Chất này của em là chất cát hàn ạ. Chất cát hàn chị yêu nhá. Chất cát hàn này. Đấy, chất cát hàn nhá. Đây các chị nhìn rõ không ạ? Đây em dơ gần cho các chị xem nhá. Chất cát hàn này. Bên cạnh là ở hai cái cổ này, hai cổ áo nhá thì có đính cúc này. Cúc này là hàng cúc bọc. Đấy, hàng cúc bọc thì bên shop em tự tay làm những cái chiếc cúc như thế này để đính vào đây để tạo hiệu ứng cho cái váy thêm xinh và có duyên hơn các chị yêu nhá. Rồi, mã sản phẩm này của em chị nào lấy thì nhanh tay chốt cho em. V58 kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại nhá. Chị thu 3 vó 58 ký sợ không vừa. 58 chị thu 3 vó ơi. 58 ký thì chị đặt size giúp em nhá, tại vì hiện tại thì size 58 ký thì phải chờ đấy ạ, tại vì bên shop nhà em dạo này đang cháy hàng đấy, chuẩn bị đón Tết rồi nên là các chị em nhu cầu mua sắm rất là cao, nên là cái mã sản phẩm size L thì chị phải đặt hàng đấy ạ, đặt nhá. Rồi chị Thanh Loan Nguyễn bổ sung số điện thoại cho em nhá để chốt mã sản phẩm đấy. Mã này có giá là 285.000 ạ, 285.000 nhá. Rồi bây giờ em sẽ chuyển qua màu đỏ để chị gái nào yêu thích em này muốn mua màu đỏ thì có thể lên dáng. Em lên dáng để các chị nhìn khách quan nhất và có thể đặt hàng để trên live ngày hôm nay nha. Rồi mã sản phẩm em đang mặc trên người là V58 có giá là 285.000, có đủ size. Những chị nào size từ 55 ký đổ lên thì các chị sẽ phải chờ lâu hơn, tại vì hiện tại là bên xưởng người ta chưa kịp may nhá các chị yêu nhá. Đó, đầm em mang bao nhiêu vậy? 285.000 chị yêu ơi, 285.000 nhá. Rồi bây giờ em sẽ đổi qua màu đỏ. Em sẽ chuyển qua màu đỏ để các chị gái có thể nhìn ngắm kỹ hơn về cái mã sản phẩm này, cũng như là lên một màu nữa cho các chị gái. Chị nào đang yêu thích em màu đỏ này thì có thể đặt hàng luôn giúp em. V58 kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại nha. 54 kỳ mét 6 vừa size M đi nhá. Sao bao nhiêu cân rồi chứ? Em 2 cân. Mẫu nhà em 1m6 là 2 cân chị nhá.
chiều. Heo 75 vừa xem mờ đấy. Rồi em quay trở lại với các chị là mã sản phẩm này màu đỏ các chị yêu nhá. Màu đỏ xinh yêu này. Đây màu đỏ. Màu đỏ thì em lại lên cho các chị là size S nha. Màu đỏ em lại mặc size S cho các chị yêu nhá. Mặc size S thì em mặc size S thì nó gọi là vừa in luôn. Nên là những chị gái nào rơi vào khoảng độ tầm 46 cân quay đầu thì mặc size S sẽ vừa tầm sinh. Đấy còn như em thì em mặc size S là hơi tích một tí thì em 52 cân. Đấy bình thường là em phải mặc size M. Đó. Rồi mã sản phẩm này của em nhá các chị yêu nhá. Có 3 màu đây. Em lên màu đỏ cho các chị gái đi chị ạ. Màu em vừa mặc là màu nu V58 ạ, V58 màu đỏ xinh yêu. V58 màu nu và V58 màu đen đi chị ạ. Có giá là 285.000 nhá. Đây các chị có nhìn rõ không ạ? Đấy hai bên hàng cúc này. Rất là phù hợp với kiểu là mặc hơi giống cái áo dài cách tân ý ạ. Nhưng mà kiểu váy này nó lại còn cách tân hơn như thế đấy. Mặc rất là đẹp luôn, rất là phù hợp các chị em đi chơi Tết, đi chơi xuân nhá. Quá là xinh luôn ý ạ. Rồi giá bao nhiêu vậy? Mã sản phẩm em đang mặc trên người có giá là 285.000. Mã V58 ạ, V58 màu đỏ có giá 285.000. Có đủ size cho các chị em lựa chọn được chưa ạ? Các chị nhìn ngắm kỹ đi ạ. Rồi các chị cứ ngắm đi, chị em nào ưng mã sản phẩm này, ưng màu em đang mặc thì nhanh tay chốt cho em là V58. V58 kèm màu, nhớ là phải kèm size các chị mặc nữa nha. Không là các chị đặt nhiều lúc là không có size là em không chốt được đâu. Đỏ XL chị Nữ Hoàng. Chị Nữ Hoàng ơi, size XL thì phải chờ hơi lâu một chút nhá. Những chị gái nào size to hơn thì phải đặt hàng giúp em nhá. Đó, còn hiện tại thì bên shop nhà em còn mỗi size S và size M thôi. Đó, những chị gái nào mà trên 55kg đổ lên mà mặc size L, size XL thì các chị phải chờ lâu hơn một chút. Bình thường thì các size kia thì 3 hôm, 4 hôm là các chị có hàng rồi. Size XL thì các chị phải chờ đến 1 tuần nhá, ít nhất là 1 tuần. Đấy, tại vì bên xưởng người ta giao hơi chậm một chút. Quay sau chị xem. Ok chị yêu luôn, em sẽ quay sau cho chị yêu xem nhá. Đó, trước đây, sau đây ạ. Cái tà váy này rất là bay bay này các chị yêu này. Ship Đà Nẵng 30 đến 35 chị nhá. Thành phố thì 30. Ship Đà Nẵng thì các chị nào ở khu vực thành phố, các thành phố ấy ạ, thì ship sẽ chỉ rơi vào 30.000 thôi. Còn chị các chị gái ở tuyến huyện thì sẽ rơi vào khoảng độ tầm 35.000 các chị yêu nhá. Đó, càng ở các chị ở khu thành phố thì sẽ càng phí ship sẽ rẻ hơn đấy ạ. 54kg mặc cho em size M thôi chị gái nhá. Mình 1m6 nặng 56kg. Mặc cho em size L nhá. 1m6 56kg mặc cho em size L chị Nữ Hoàng nhá. Đấy size XL thì sợ nó hơi rộng một tí. Rồi mã sản phẩm em đang mặc trên người, các chị gái nhanh tay để lại bổ sung cho em nào. V58 kèm màu, Thành, kèm size, Thành kèm giới thon chị ạ. Nu này, đen này, đỏ. Đây em quay một vòng nữa các chị gái nhá. Có cả màu đen nữa. Những chị gái nào mà thích màu đen thì có thể đặt cho em màu đen nhá. Màu đen cũng rất là dễ mặc. V58 này màu đỏ này. Đằng trước đây ạ. Đằng sau đây. Rồi chị gái nào lấy thì nhanh tay chốt cho em V58 nha. Hai bên này, hai bên cổ này thì có cả viền cúc bọc như thế này. Viền cúc bọc như thế này thì rất là xinh, rất là phù hợp với các chị gái luôn đấy ạ. Em ở đâu? Em ở Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội chị gái nhá. Chị gái nào mà ở gần khu vực Triều Khúc ấy thì có thể qua shop nhà em xem luôn nhá. Rồi, bây giờ thì em sẽ chuyển qua cái mã sản phẩm cực kỳ hot hit. Vừa mới lên kệ xong, bây giờ em sẽ like luôn cho các chị yêu nha. Like luôn cái mã sản phẩm này nha. Vải gì vậy em? Chị ơi, vải này là vải cát hàn chị yêu nhá. Vải cát hàn này. Đó, vải cát hàn này. Chất liệu gì vậy shop? Em chào chị Nguyễn Thanh, mã sản phẩm em đang mặc là vải cát hàn chị yêu nhá. Vải cát hàn ạ. Cái này không có size S sao nhỉ? Mình lên lấy nhé. Ok chị Nữ Hoàng nhá. Cái váy đang mặc giá 285.000 chị Phạm Thị Lào nhá. Chị lấy mã sản phẩm em đang mặc trên người thì các chị comment cho em là V58 kèm màu ạ, kèm size, kèm giới thoại. Và bây giờ thì em sẽ chuyển qua một cái mã sản phẩm mới. Nên những chị gái nào yêu thích ưng ý cái mã sản phẩm em đang mặc trên người rồi thì nhanh tay bổ sung cho em mã màu size để được chốt hàng được chưa ạ? Rồi bây giờ thì em sẽ lên tiếp tục cho các chị gái một cái mã sản phẩm hot hit, cực kỳ hot hit vừa mới lên kệ xong.
có size FM chị bé mập nhá. Giá là 285.000. Chị Huyền Trang mặc size M nhá. Rồi sẽ lên cho các chị yêu này một cái mã sản phẩm cực kỳ hot hit luôn, cực kỳ xinh yêu luôn nhá chị yêu nhá. Mã sản phẩm này cực kỳ xinh yêu các chị yêu nhá. Mã sản phẩm đuôi cá này. Cái đai này tùy thuộc các chị thắt này. Chị nào mà eo nhỏ thì thắt nhỏ, chị nào eo mà mập một chút thì có thể thắt rộng ra, nới rộng ra được chưa ạ? Rồi, mã sản phẩm em đang mặc trên người là một trong những mã sản phẩm cực kỳ hot hit vừa mới về hàng, các chị có nhìn thấy không ạ? Cái độ đẹp của cái đuôi cá này thì đảm bảo là những cái sản phẩm mới nhất hiện nay luôn cũng phải đuổi theo rất là nhiều. Tại vì mã sản phẩm này rất là hot luôn, các chị nhìn thấy không ạ? Đấy, tay phồng này, tay phồng kết hợp với đuôi cá nhá. Rồi, em này thì là mã V88 ạ. V88 có giá 299.000 các chị yêu nhá. Chất này của em là chất u mì Nhật các chị yêu ạ. U mì Nhật này. Đó, các chị thấy không ạ? Chất rất là mịn luôn. À, chất cát hàn à? Sao xịn thế nhỉ? À không phải, KT quên. KT à? KT hàn. Chất này là chất KT hàn các chị yêu nhá. Chất này là chất KT hàn nha. Đây các chị nhìn rõ không ạ? Đấy, chất rất là mượt luôn, đảm bảo là cái chất này rất là dễ mặc. Và chất này thì các chị em không sợ bị nhăn. Đấy, và có độ co giãn nhá. Chất này thì nó có độ co giãn nhẹ này. Đó, có độ co giãn nhẹ để các chị có thể phù hợp mà mặc nó có độ co giãn ạ, rất là thoải mái luôn. Rồi, mã sản phẩm em đang mặc trên người là V88. V88 có giá là 299k. Mã sản phẩm này của em thì cũng có đủ size S, M và size L nhá. Trước sau đây. Các chị nhìn có nhìn kỹ thấy cái đuôi của nó không ạ? Cái đuôi cá này rất là xinh luôn và vát lệch một bên như thế này nhá. Mặc lên thì đảm bảo rất là sang. Mã sản phẩm này mặc lên rất là sang và rất là quyến rũ luôn nhá. 55kg mặc size gì? 55kg chị mặc cho em size M nhá. 55kg nếu cao 1m6 thì mặc cho em size M. Được chưa? Rồi, mã sản phẩm em đang mặc trên người nhá, có giá là 290k. 290k cho cái mã sản phẩm này nhá. 299k nhá. Mã V88 ạ. V88 299k. Đấy. Rất là xinh luôn. Rồi, mã sản phẩm này thì hiện tại thì bên shop nhà em mới sản xuất được một màu thôi. Mới cho ra mắt cho các chị gái trên bộ sưu tập thì chỉ có duy nhất một màu thôi. Tại vì cái màu đỏ này thì rất phù hợp với cái không khí đón Tết Dương cũng như là chào xuân năm mới sắp đến các chị yêu nhá. Đấy, những chị gái nào yêu thích em này thì nhanh tay chốt cho em mã sản phẩm V88 ạ. V88 có giá 299k được chưa ạ? Kiểu dáng đuôi cá nhá, chất có độ co giãn nhẹ này, tay này. Tay nhá. Rất là xinh luôn. Rồi, mã V88 này, V88 kèm size kèm số điện thoại cho em nha. 299k nhá. 299k cho cái mã sản phẩm này được chưa ạ? Đấy, cái đuôi này các chị nhìn cái đuôi cá của nó này, rất là đẹp luôn. Đuôi này rất là xinh luôn. Chị 61kg cao 1m64 vừa không em? Chị ơi, vừa sai nhá. Em có sai nhá. Nếu mà 61kg mà cao 1m64 chị mặc cho em size L. Mặc cho em size L là vừa xinh đấy ạ. Còn nếu chị muốn mặc kiểu rộng rãi mà thoải mái thì chị lấy cho em size XL. Nhưng mà váy như thế này thì chị mặc có độ ôm mà nó có độ co giãn thì các chị lấy cho em size L thôi là mặc xinh rồi. Đó. Cái đuôi cá này thật sự là rất là đẹp luôn các chị yêu nhá.
đi này, đi nó cứ vẩy vẩy, vung vẩy rất là xinh luôn. Ok chị Nữ Hoàng nha, địa chỉ nhà em có để ở trên ảnh bìa của shop nhé, chị có thể qua cái qua shop để xem cái ảnh bìa nhá, và có địa chỉ nhá. Rồi bây giờ em sẽ tiếp tục qua một mã sản phẩm mới ạ, qua một mã sản phẩm mới. Mã sản phẩm em đang mặc trên người là V88 nhé, chị gái nào yêu thích mã sản phẩm này thì nhanh tay chốt cho em V88 kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại để được chốt với giá là 299k được chưa ạ? Rồi bây giờ sẽ là một mã sản phẩm cực kỳ hot hit tiếp theo nha. V8 size M. Ok chị Rốt Nguyễn bổ sung số điện thoại cho em. Mã này là V88 nha. Bổ sung cho em số điện thoại để được chốt đơn nhanh nhất các chị Long nhá. V88 có một màu thôi chị ạ, 42 kg 55 mặc size vừa chị nhá, không có đen ạ. Chị nào lấy hàng cho em xin số điện thoại nhá. Rồi tiếp theo một mã sản phẩm mới các chị yêu nhé, cực kỳ sang chảnh đồng đảnh và cực kỳ tiểu thư luôn các chị yêu ạ. Rồi 1m58 50kg chị mặc cho em size M nhé chị Anh Thư Hoàng nhé, V88 size L. Ok nhá. Chị Phạm Thủy nhá, lên đơn thành công ạ. Rồi chị gái nào ưng mã V88 thì cũng nhanh tay đặt hàng, đảm bảo là khi các chị nhận hàng xong các chị sẽ rất là hài lòng về chất liệu cũng như là kiểu dáng của cái form váy vừa rồi nhá. Và nhé, nó phải cắt tê hàn chị nhé. Rồi tiếp theo này sẽ là một mã sản phẩm mới cực kỳ hot hit nữa nha. Mã sản phẩm em đang mặc trên người nha các chị yêu nhá. Toát lên được cái vẻ thanh lịch này, vẻ tiểu thư này, cực kỳ sang chị mịn luôn nha. Chị Nhung Trần nhá. Chị Nhung Trần ơi, chị mặc cho em size L là đẹp nhá chị gái nhá. Mét 7 56 kg size M thôi. Mặc cho em size M thôi chị gái nhá, mặc cho em size M thôi nhá. Tại vì chị cao 1m7. Mấy bảy là khá cao ấy nhỉ. Ôi, mặc con đấy thì đảm bảo là rất là tuyệt đẹp luôn đấy ạ. Rồi mã sao phải em đang mặc trên người nhá. Mã này là size gì đấy chị? À, mã này mã gì đấy chị? Mã này V29 có FM 290.000 nhá. Mã sản phẩm V29 này, mã này thì có size S và size M nhá. Có size S và size M. 290.000 ạ. 290.000 nhá. V29 này, chị một váy V88 size L. Ok chị Thuận Hin này. Ok cho chị gái nhé. Rồi mã em mặc là V29 có giá 290.000. Mã sản phẩm em đang mặc trên người thì chỉ có size S và size M thôi ạ. Nên những chị gái nào yêu thích em này ưng ý rồi thì nhanh tay, còn chần chờ gì nữa chốt luôn cho em đi ạ. Luôn và ngay. Chất này cũng là chất KT hàn nha, chất KT hàn có độ co giãn nhá. Màu này là màu đen các chị yêu ạ. Màu đen này kết hợp có với màu vàng này. Em có cả màu đỏ nữa đấy. Mã này em có cả màu đỏ nữa các chị yêu nha. Đó, có cả màu đỏ nữa, màu đỏ tay đen, màu màu đen thì tay vàng chị ạ. Rất là xinh nhá. Eo 75 mặc size M chị nhá. Size M eo nhiêu vậy chị? Size M thì eo rơi vào khoảng 70-75 nhá. 68 đổ lên. Eo 68 đổ lên đến 75 quay đầu là mặc vừa size M. Đấy. Đây là đằng trước nhé, đằng trước thì có độ xẻ nhẹ ở đây các chị yêu thấy không ạ? Có độ xẻ nhẹ ở đây nhá, kiểu dáng ôm body này, nhìn thì có vẻ là trông đơn giản thôi,
Đấy, rất là dễ mặc, nhưng mà cái kiểu dáng này vừa thanh lịch vẫn toát lên được cái vẻ ôm body sexy của chị em mình nhá, nhưng mà vẫn mang cái tính gọi là nhẹ nhàng này, thanh lịch cực kỳ luôn đấy ạ. Rồi, mã sản phẩm này là mã V29, V29 đỏ, V29 đen, kèm size, kèm số điện thoại cho em. Hiện tại thì chỉ có size S và size M thôi. Size S thì các chị rơi vào khoảng độ tầm 47-48 cân quay đầu mặc cho em size S nha. Size M thì rơi vào khoảng độ tầm 55kg quay đầu, 55kg quay đầu nhá. Mẫu này bao nhiêu? Mẫu này là 290.000 nhá. Có độ co giãn này, mẫu này có độ co giãn này. Đó, có độ co giãn nhá. Đằng trước đây ạ, đằng trước đây ạ. Đằng sau đây nhá. Được chưa ạ? Rồi, mã sản phẩm này chị gái nào ưng ý thì nhanh tay chốt cho em. V29 kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại để chốt với giá là 290.000 ạ. V58 1m60 54kg. Ok, chốt cho chị Lê Hiền nhá, một con V58 nhá. Mặc size M đẹp nhá. Mặc size M 54kg, mặc size M nhá. Rồi, mã sản phẩm này của em chị nào ưng ý không ạ? Nhanh tay chốt cho em nào để em còn qua mã nhá. Rất nhiều siêu phẩm đang chờ đón chị em mình ở phía sau. Các chị cứ ở lại like, đừng đi đâu cả để con săn những cái mã siêu phẩm phải không ạ? Rồi, mẫu này là 290.000 nhá chị Minh Thủy nhá. Đó, chị có ưng màu nào thì nhanh tay chốt cho em là V29 ạ. V29 màu đen, V29 màu đỏ, kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại để được chốt hàng nha. 1m63 55kg. 55kg, 1m63 mặc cho em size M thôi chị ạ. Chị Lan Hương Nguyễn em chốt V29 size okay, M nhá. Ok, chị Lan Hương Nguyễn nhá, chốt size M nhá. Tại vì cái mã sản phẩm này nó có độ co giãn này các chị yêu ạ. Chất là chất KT hàn nhá, KT hàn kết hợp với cả chất chất này gọi là chất gì? Lụa đúng không? Voan lụa nhá, voan lụa dày dặn nhá. Voan lụa dày nhá. Voan lụa dày các chị yêu nhá. Kính, con kính, van kính á. À. Van kính nhá chị yêu nhá. Chị Hằng đấy. Chị Hằng Diễm Hằng em chốt cho chị cái màu đen tay vàng nhá. Ok chị Hằng Diễm Hằng à, em chốt cho chị nhá. Bé mập em chốt V58 okay, màu đỏ. Ok, bé nhá. Mập này V58 màu đỏ nhá. Nặng lắm hay sao bây giờ các chị chốt V58. Đây là V29 nhá. Chốt rồi. Anh Thư Hoàng mẫu cao anh nhỉ, em cao 1m6 ạ. Em cao 1m6 cộng thêm với đôi guốc này 7 phân nữa, 1m67 nhá. 1m6 cộng với đôi guốc 7 phân nữa thì là trên hình thì là 1m67 ạ. 52kg ạ. Rồi, mã sản phẩm này của em chị nào lấy thì nhanh tay chốt cho em nha. V29 màu xanh V29 màu đen, V29 màu đỏ được chưa ạ? Có giá là 290k nhá. Chất KT hàn có size S và size M được chưa ạ? Rồi bây giờ thì em sẽ qua cái mã sản phẩm này đến với một mã sản phẩm. Chị Tình Dung kia trước đi không ạ? Chị V29 cho. Thích nữa nha các chị yêu nha. Một trong những dòng sản phẩm đang hot trend hiện nay đó là dòng sản phẩm mã váy nhung. Xinh yêu. Chị Phương Bùi em chốt cho chị V29 màu đen nhé. Giá 290, 55kg, mặc size M chị em nhé, em chỉ có SM thôi. Yeah, 55kg chị cao mét bao nhiêu ạ? Ok, body đưa cả em chuẩn bị lên chị Tâm Nguyễn nhé. Rồi, em quay trở lại với các chị yêu một cái mã sản phẩm váy nhung nha. Cực kỳ siêu phẩm và hôm nay sẽ sale cực sàn cho các chị yêu luôn. Rồi, mã sản phẩm em đang mặc trên người V300 tặng kèm nơ nhá.
Xeo kịch sàn. Ship thành phố Hồ Chí Minh nhiêu ạ? 30k. Ship thành phố Hồ Chí Minh 30.000 nhé chị yêu nhé. Chị thử váy sơ mi da rắn đi ạ. Rồi ok, em sẽ lên da rắn ngay sau cái mã sản phẩm này được chưa ạ? Chị Nguyễn Hoàng lấy V58 màu đen. V58 màu đen cho em xin số điện thoại nhá. V58 đen thì bổ sung cho em số điện thoại. V58 thì có đen à? Có em ạ. À có đen à? Rồi ok chị yêu nhá, V58 đen nhá, chốt cho chị Huyền, chốt cho chị Huyền Hoàng nhá, bổ sung số điện thoại cho em nhá. Chị Thùy Trang ship vào thành phố Hồ Chí Minh 30.000 nhá chị yêu nhá. Rồi, hôm nay thì sẽ sale kịch sàn cái mã sản phẩm này. Em đang mặc trên người là mã V03. Hôm nay sẽ chỉ còn 300k thôi ạ cho một em mã nhung cực kỳ sang. Tặng kèm cho chị em một em nơ cực kỳ xinh yêu. Em nơ này các chị yêu nhá, bình thường em nơ này các chị mua ở ngoài cũng phải 50.000 đến 70.000 đấy ạ. Đó là cái giá một em nơ đính đá như thế này các chị yêu nha. 50 đến 70.000 một em nơ. Nhưng mà hôm nay trên một like này, bên shop nhà em sẽ sale kịch sàn cái mã váy nhung này. Mã váy nhung này có giá hơn 400.000. Nhưng mà hôm nay sẽ chỉ còn 300.000 cho các chị đặt trong buổi live ngày hôm nay. Và tặng kèm cho các chị một em nơ này nha, duy nhất trong ngày hôm nay. Thì các chị em hãy cố gắng tranh thủ chia sẻ like để săn cái mã váy nhung siêu phẩm này luôn nha. Mã V03, V03 300k được chưa ạ? V03 300k này. Đó, màu đỏ xinh yêu này, kết hợp tặng kèm một em nơ nhé. Em nơ này các chị kết hợp với áo nào cũng được. Phí ship bao nhiêu? Phí ship nếu chị gái nào ở tuyến thành phố, các chị ở khu vực thành phố, phí ship sẽ chỉ rơi vào khoảng độ tầm 30k thôi. Còn các chị ở khu vực tuyến huyện hoặc là tuyến xóm gì đấy thì sẽ phí ship sẽ rơi vào 35k, được chưa ạ? Rồi, mã váy nhung là mã V03. V03 300k. V03 300k nhé. Rất là xinh luôn. Tặng kèm nơ ạ, tặng kèm nơ ạ. Rồi chị gái nào thích thì nhanh tay chốt cho em mã V03 nhé. Kèm màu, kèm size nhé. Mã này thì em có đủ size, có size S, M và CL nhá. Đặc biệt hơn là chị nào bị béo bụng, cái bụng dưới này của chị em mình này, chị nào mà đã sinh nở xong rồi thì bụng dưới sẽ rất là bị sổ. Đó, và cái mã váy này của em thì che được cái khuyết điểm là sợ bụng sổ, không sợ bị béo bụng, được chưa ạ? Rất là đơn giản, mặc rất là xinh luôn. Rồi bây giờ em sẽ tiếp tục qua một mã sản phẩm mới nhá. Rồi mã siêu phẩm hot hit đây, bây giờ em sẽ lên sóng cho các chị yêu. Thế này cái đơn ở Hà Nội ở Lê Trọng Tấn Thanh Xuân đi chưa? Sáng nay Tùng có đi không? Sáng nay Tùng có đi rồi đấy. Vâng, chắc là đang đi rồi đấy. Chị Huyền Hoàng, em cho chị Huyền Hoàng và chị Thùy Trang nhé. Huyền Hoàng V58 màu đen, tên mở em chốt ạ. Nhà mình còn cái V33 không? 33. Hơi quen nhỉ. V70 là cái nào nhỉ? V70 là cái có ô duê. Nghĩa cái váy mà cổ khuy bắp bóng qua lại đấy. Đấy, hai cái đen mờ nhá. Cô gái là người về nhắn tin. Thì Trang em chốt cái V29 màu đen nhá. Ok, body đưa cá lên luôn sau mẫu này đi chị ạ, em quên mất. Quên chị.
29 á. Đó. Rồi mã sản phẩm V299 này. V299 trong buổi live ngày hôm nay chị em các chị gái nhá. Có đủ 4 màu xinh yêu này. Chị em tất cả các chị gái sẽ chỉ còn 260.000 các chị yêu nhá. Rồi, mã V299 các chị gái nào yêu thích em này nhanh tay chốt cho em. V299 màu em mặc là màu đỏ, V299 màu đen, V299 màu trắng và V299 màu nu được chị ạ. Có 4 màu xinh yêu và có đủ size cho các chị em luôn. Có size S, size M và size L cũng như là mã sản phẩm này có XL không ạ? Có XL em ạ. Có XL luôn các chị yêu nhá, có cả XL luôn nhá. Rồi, mã V299 màu đỏ, V299 màu đen, V299 màu trắng và V299 màu nu được chị ạ. Có giá là 299k. Chị em nào yêu thích mã sản phẩm em nào mặc trên người, nhanh tay chốt cho em là V299 kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại để được chốt với giá là 265k. Giá rẻ nhất thị trường hiện nay cũng như là giá chưa bao giờ có các chị yêu nhá. Trước sau đây ạ, trước sau đây ạ. V299 này. Đâu? Tay đính ngọc này. Rồi, có 4 màu xinh yêu, các chị em có muốn em thử màu nào khác nữa không ạ? Body đuôi cá đi chị. Ok ạ, à, giá 265k. 265k sale kịch sàn trong buổi live ngày hôm nay luôn nhá. Rồi 265k nhá. Màu đen này, màu trắng này, màu nu và màu em mặc trên người là màu đỏ chị ạ. Đen, trắng, nu và đỏ nhá. Rồi bây giờ em sẽ thử qua màu trắng này. Thử qua màu trắng để cho các chị gái có thể đặt thêm về mã sản phẩm này nhá. Màu khác nhá. 265k là giá sale kịch sàn chưa bao giờ có đâu các chị yêu ạ. Giá rẻ kinh khủng luôn đấy ạ. Màu trắng như là chị size gì đấy? Size L chị ạ. Rộng đấy thì vẫn là trang này ạ. Mã V299 ạ, V299 màu trắng, V299 màu đỏ và V299 màu đen được chưa ạ? V299 em đang mặc là size L. Size L thì hơi rộng so với em nhá. Bình thường em chỉ mặc size M thôi. Thì cái này size L hơi rộng một chút nhá. Nhưng mà em mặc màu trắng để các chị nhìn lên, nhìn lên cái form dáng cũng như là cái màu sắc để các chị có thể lựa chọn về cái mã sản phẩm này nhá. Rồi mã này hôm nay chiên các chị chỉ còn 265k nha. V299 260k nhá, mã V299. V299 màu trắng á, V299 màu đỏ, V299 màu đen và V299 màu nu được chưa ạ?
có giá là 260k cho các chị gái trong buổi live ngày hôm nay. Mã sản phẩm này các chị em mặc cực kỳ xinh đẹp luôn nhá, cực kỳ xinh đẹp luôn nhá. Nhanh tay chốt cho em mã V299 nào. V299 trắng, V299 nu, V299 đen và V299 đỏ. Có giá là 299k được chưa ạ? Còn chần chờ gì nữa nào các chị yêu, nhanh tay chốt cho em nào. Sau đó em sẽ lên một mã sản phẩm nữa rồi em sẽ nghỉ nhá. Đây các chị em nhanh tay chốt nhanh cho em, để em còn lên được nhiều siêu phẩm cho các chị em hơn nhá. Rồi V299 chị nào ưng nghỉ em này thì nhanh tay chốt cho em. Có giá là 260k nhá. 260k rẻ quá trời luôn ạ. Rồi bây giờ em sẽ qua mã sản phẩm này nhá. Rồi em sẽ lên cái mã sản phẩm váy đuôi cá nha. Cái chất này mặc sướng. Hai màu nhé, đỏ treo. Ôi trời nắng đi. Trời đâu rồi. Rồi mã sản phẩm đuôi cá tiếp theo, em có hai màu xinh yêu. Mã sản phẩm này là mã bao nhiêu vậy ạ? V289. Ui, mã này mặc co giãn thích lắm các chị yêu ạ. V289. Ừ, 289.000. Mã sản phẩm em đang mặc có cả màu kem nhưng mà hiện tại đang hết. Có đủ size. Ừ, đủ size. Mã sản phẩm em đang mặc trên người nhá, có đủ size các chị yêu nhá. Mã này thì em có size S, M, size L. Và cái chất của nó rất là co giãn, mặc cực kỳ thoải mái luôn. Kiểu dáng đuôi cá nhá các chị yêu nhá, các chị nhìn rõ không ạ? Kiểu dáng đuôi cá cực kỳ xinh yêu luôn. Và có 3 màu. Hiện tại thì em hết màu kem rồi, nên em chỉ còn màu vàng như em đang mặc. Màu vàng mơ, màu vàng đất đây ạ. Rất là dễ mặc. Cộng thêm đó là màu đỏ nhá, màu đỏ đô ấy chị yêu nhá. Đó, mã sản phẩm này là mã sản phẩm V289 á. Mã sản phẩm V289 có giá là 289k được chưa ạ? V289 có giá 289k. Mã sản phẩm cực kỳ hot hit, mới vừa về lên kệ xong, cực kỳ xinh yêu nha. Chất liệu co giãn ạ, chất liệu co giãn các chị yêu nhá. Đây em có đứng gần cho các chị xem chất nhá. Đấy, tay có cúc bọc này, tay cúc bọc này, rất là xinh luôn này. Rồi, mã sản phẩm V289 có giá 289k, size S, M, size L. Các chị nhanh tay comment cho em là V89 ạ. V89 kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại để chốt mã sản phẩm này với giá là 289k được chưa ạ? Màu vàng, màu đỏ và có cả màu kem nữa. Chị gái nào thích màu kem hoặc là màu be thì cũng có thể đặt hàng luôn nhá. Tại vì mã sản phẩm đấy thì ngày mai sẽ về hàng đấy ạ. Rồi, chị nào yêu thích em này nhanh tay chốt cho em mã sản phẩm V289. V289 kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại nha. Body đuôi cá. Dạ vâng, đây là mã sản phẩm body đuôi cá đấy ạ. Chị gái nhá, chị Tâm mà có thích cái mã sản phẩm này thì nhanh tay chốt cho em nhá. Áo đỏ bao nhiêu kg mặc vừa? Chị ơi, mã sản phẩm em đang mặc nhá, áo đỏ. Đây, mã sản phẩm váy này thì tùy thuộc vào cân nặng của chị nhá. Chị gái nào rơi vào khoảng độ tầm 47kg quay đầu mặc cho em sẽ ép. Tại vì cái váy này thì có độ co giãn. Co giãn nên các chị em
mặc thoải mái luôn và rất là thoải mái vì nó co giãn mà. Rồi 47 cân quay đầu thì mặc cho em size S, 55 cân quay đầu mặc cho em size M và 60 cân quay đầu thì mặc cho em size L, được chưa? 60, 62 cân đều mặc được size L đấy ạ, tại vì nó co giãn. Rồi chị gái nào yêu thích em này thì nhanh tay chốt cho em mã V89 ạ, V89 289k. Lê Trăng Cưm trắng, ok chị Lê Trăng Cưm bổ sung số điện thoại để chốt mã V299 nhá. Váy đang mặc chất gì? Chị ơi cái chất này là chất gì nhỉ chị nhỉ? Chất đấy là chất gì nhỉ? Chất nhung, nhung len nhung. Len nhung. Chất này là chất len nhung nhá. Chất này là chất len nhung ạ, len nhung nhá, bao chất đẹp cho các chị luôn. Chất này là chất len nhung nha, bao chất đẹp cho các chị gái luôn. Nên các chị yên tâm một điều là chất đi hàng đầu luôn đấy ạ. Rồi chị gái nào yêu thích em này thì nhanh tay chốt cho em V89 ạ, V89 289k nha. Chị Lê Trang Cưm bổ sung số điện thoại cho em. Nhiều cân vừa bạn. Chị Thư Thư ơi, mã sản phẩm này thì tùy thuộc vào chiều cao cân nặng của chị nhá. Em có đủ size để cho chị đặt hàng đấy ạ. Có màu trắng không em? Mã sản phẩm này em có màu kem. Có màu kem nhưng hiện tại đang hết hàng rồi, tại vì cháy hàng quá những cái mã sản phẩm mới như thế này. Đó, nên là em phải tranh thủ để đợi cuối giờ em mới dám like cho các chị, tại vì không còn nhiều hàng. Nên là các chị gái nào nhanh tay thì chốt nhanh cho em nhá. Chứ em like đầu giờ thì khéo là hết bay luôn rồi đấy ạ. Rồi 289k cho mã sản phẩm này nhá. Bây giờ thế à? Bây giờ chị mới màu vàng ạ, màu đỏ ạ. Thì nó tầm chị em hẹn nhau 11 giờ đúng không? Mẫu cao bao nhiêu? Mẫu cao 1m6 nặng 52 cân ạ. Để bắt đầu đi. V88 em chốt nhá. Ok chị ạ, anh Thư Hoàng nhá, em chốt cho chị nhá. Mã sản phẩm V89 nha. Dạ vâng, mã sản phẩm này là chưa bao gồm ship. Ship thì các chị mua một sản phẩm hay hai sản phẩm thì cộng thêm khoảng độ tầm 30.000 nhá. Đấy, mua 5 sản phẩm thì cũng thế thôi. 3 sản phẩm thì cũng vậy. Đấy, tiền ship thì rơi vào khoảng dao động từ 30 đến 35.000 tùy thuộc vào chiều cao cân nặng của chị gái nhá. Chị Tâm Nguyễn lên chốt nhá. Ok, chị Tâm Nguyễn lên đơn thành công ạ. Chất co giãn mặc rất là thích luôn ạ. Rồi chị gái này yêu thích em này nhanh tay chốt cho em V89, màu em mặc là màu vàng nha. Đính cúc bọc ở tay này nha. V89 này, V89 màu vàng kèm size, V89 màu đỏ kèm size, kèm số điện thoại được chưa ạ? Rồi bây giờ thì em sẽ cút cái mã sản phẩm này. Còn chị gái nào yêu thích em này thì nhanh tay chốt cho em nhá. Em sẽ lên màu đỏ cho các chị gái nhá. Rồi em sẽ lên màu đỏ luôn và ngay cho các chị nhá. Anh Thư Hoàng V88 đỏ và V289 vàng. Anh Thư Hoàng có đơn rồi, ok chị. Chị chưa bán được. Dạ, thử rồi. Chưa bán được à? Sao? Chất nghe mà chất lên nhung chị nhá, chất bao chất đẹp luôn ạ. Bắt đầu chị phải vàng hết chị em. Rồi em lên màu đỏ cho các chị gái nha. Đây màu đỏ mã sản phẩm này đây nhá. Đỏ này của em là đỏ đô. Đỏ đô nên là rất là dễ mặc, tại vì nó không bị quá chói mà nó lại còn rất là tôn da nữa đấy ạ. Hai mã nhé. Rồi em nhớ thôi chị Anh Thư Hoàng nhá, tại vì chị comment mã nào là em sẽ chốt luôn mã đấy ở bên dưới luôn. Nên yên tâm một điều là không sợ bị nhầm đâu ạ. Và trước khi chốt hàng nữa thì bên shop em sẽ gọi điện lại trực tiếp để chốt lại với các chị một lần nữa nha. Nên các chị yên tâm nhá. Rồi mã em đang mặc nha các chị yêu nhá, V89 màu đỏ đấy ạ. V89 đỏ nhá.
V89 vàng. Bạn lấy size gì nhỉ, để tôi xem nó đang đi ship chưa. V89 vàng này. Đấy. V89 XL đỏ. Tớ sợ là chiều nay hàng nhà tớ mới về. Đây, cúc bọc đấy ạ. V89 kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại cho em nha. Mã sản phẩm này có giá là 289k. Có đủ size nhá. Chất là chất hàng len nhung ạ. Chất len nhung ạ. Đó, chất len nhung nha. Rồi, chị gái nào yêu thích nhanh tay chốt cho em nhá. Em sẽ qua mã sản phẩm này ạ. Qua mã sản phẩm này ạ. Bạn đợi tí mình gọi ship cái nha. Với bạn để mình xem. Tớ nhớ rồi, tớ ghi đơn của bạn rồi. Đúng rồi, nhưng mà chiều nay tớ mới ship các bạn cái đuôi cá lờ nhé. Chiều nay chắc là 3-4 giờ đấy. V89 đỏ, ok chị Kim Tha Nguyễn nhé. Không, cho tớ xem sáng mai nhé. Giờ tớ đi đôi bạn luôn nhá. Chắc chắn có, bạn yên tâm. Nhất là đơn Halloween tớ bao giờ tớ ưu tiên. Rồi nhá bạn nhá. Kim Thoa em chốt nhá. Chị ơi, phay nhà mình là gì đó? Không phải phay chị. Em vừa dạy bên đây cho học sinh, nó bảo thôi bên đây bán quần áo. Biết em đi sang xem. Để ở đâu? Dạ, để ở đâu? À, rồi. Để bán này không? Mã sản phẩm tiếp theo bên shop nhà em sẽ ra mẫu cho các chị gái luôn. Mã sản phẩm em đang mặc trên người sẽ có chỉ có hai size thôi ạ, đó là size S và size M nhá. Có váy 60kg vừa, mặc vừa không em, cao 1m58. Chị ơi, vừa thoải mái luôn, thì bên shop em thì sẽ có đủ size nhá. Những cái mã hàng vừa rồi hoặc là những cái mã trước nhá, thì bên shop em những cái mã nào bên shop em còn size thì bên shop em sẽ báo luôn để các chị gái phù hợp với cân nặng và chiều cao của các chị gái nhá. Như mã sản phẩm em đang mặc trên người thì hiện tại bên shop em chỉ còn size S và size M thôi. Còn cái mã sản phẩm vừa rồi em vừa like mã 89 thì có size L dành cho các chị gái luôn nhá. Đỏ đuôi cá khi nãy bao nhiêu? Chị ơi, có giá 289k nhá. Mã V89 có giá 289k, có size S, M, size L các chị yêu nhá. Đấy, chất là chất len nhung, có độ co giãn. Rồi, màu em đang mặc là màu đỏ, màu vàng cam. Vàng cam này, vàng mơ và màu đen. Vàng cam, vàng mơ và màu đen. Mã sản phẩm này thì chỉ còn size S và size M thôi. V27 ạ, sale hôm nay chi ân các chị gái kịch sàn luôn. Hôm nay chi ân các chị gái sẽ chỉ còn giá là 270k nha. Rất là rẻ phải không ạ? Quá là rẻ cho mã sản phẩm này. Và đặc biệt hơn là cái eo các chị thấy không ạ? Cái eo này nhá, thì làm cái eo như thế này thì đảm bảo là gian lận cho chị em mình, cái đường eo nó được nhỏ hơn và có eo hơn đó. Và cái bụng mình ở bên dưới thì sẽ che được cái khuyết điểm là bụng sồ đấy ạ. Rồi, mã sản phẩm này chị gái nào lấy thì nhanh tay chốt cho em mã sản phẩm V27 có giá 270.000. Màu em mặc là màu vàng cam, màu vàng cam, màu vàng mơ và màu đen được chị ạ. 270.000 nhá. Ok, chị Nhung võ lên đơn thì qua. Rồi, đằng sau của em nó như thế này nhá. 270.000 nhá, đằng trước, đằng sau ạ. Rồi, chị gái nào yêu thích em này nhanh tay chốt cho em ạ. V27 270.000, màu vàng cam, màu vàng mơ và màu đen. Có size S và size M. Size S mã sản phẩm này thì bao cho các chị rơi vào khoảng độ tầm 46 cân quay đầu. 46 cân quay đầu. Size M thì rơi vào khoảng độ tầm 53, 54 cân quay đầu nhá. Có lên đầm họa tiết mới. À, cái đầm họa tiết về chưa chị gái nhỉ? Ok chị yêu nhá, chờ em sẽ xem là cái đầm họa tiết mới đã về chưa nhá. Rồi, mã sản phẩm này của em là V27. Chị gái nào đặt thì nhanh tay chốt em nhá. Năm 4 năm mua rồi, không mua.
Chị ơi, đầm họa tiết này chưa? Chưa, em mê cái mã này nha. Ở đây đi. Chị ơi, đầm họa tiết thì hẹn chị gái chiều nay nha. Chiều nay bên shop nhà em sẽ lên đầm họa tiết nha. Shop ở đâu? Shop em ở Nguyễn Trãi ạ. Shop em ở chiều khúc Nguyễn Trãi Thanh Xuân Hà Nội nhá. Chị gái nào ở gần thì có qua trực tiếp địa chỉ shop nhà em để xem nha. Không có được nhiều chứ. Bác hiểu có phải rủi ro được nhiều lắm. À, rủi ro thì được nhiều, nhưng đang nói là ví dụ đi viện là được 200.000 một ngày. Ừ, 200.000 còn nhiều hơn bác hiểu cũng cần. Ờ. Tâm Nguyên, đổi em mọi người. Ok, Tâm Nguyên nhá, đổi sang đuôi cá đỏ. V88. Lương đang làm gì đấy Lương ơi? Lâm ba mặc đôi cá không dài lắm đâu bạn nha, bạn đi đôi giày thì 5 phân lên là ok. Con này thì quá sang xịn mịn rồi đấy ạ. Xeo con 250 nhé. Không hề đâu, không hề đâu. Mẹ ơi, con đang làm mẹ ạ. Con đang làm. Vâng, con thổi cơm rồi. Bỏ đuôi cá. Ok, chị vâng, Kim Ân Lê nhá. Rồi, mã sản phẩm này của em, chị gái nào vừa hỏi em sơ mi da rắn đây ạ. Rồi, mã váy sale kịch sản được, ngày được, hôm nay đảo lên sẽ chỉ con còn thừa, thuộc quá để chiều ăn luôn. 265 ạ. À, 20, 250 thôi em nhé. 250 ạ. Mã sản phẩm này hôm nay sale chỉ còn 250.000 thôi ạ. 250.000 cho cái mã sản phẩm V cực kỳ đẹp tính nhá. Mã này thì em có size S và size M. Size S và size M chất là chất sơ mi ạ. Da rắn này. Anh nhìn thấy chị là mẹ quê, nhờ mới nhớ. Rất là sang. Mẹ ơi có nha mẹ nha, bảo lên nha mẹ nha. V25 ạ. V25. 250.000 ạ. Không, tí nữa con đón nó, tí nữa con ra con đón nó nhá. Có nhà chứ mày. Vâng. Rồi chị gái nào chốt thì chốt nhanh cho em mã sản phẩm đấy á. Vâng, vâng, xong rồi đi học luôn rồi nhá. Vâng ạ. Thôi nhiều lắm rồi mẹ. Mã sản phẩm này là mã V25 có giá 250.000. Hôm nay bên shop em sale kịch sàn cho các chị gái luôn nhá. Rồi, mã sản phẩm này còn chị gái nào yêu thích những cái mã sản phẩm nào thì buổi chiều ngày hôm nay 12 giờ trưa ngày hôm nay nhé, em sẽ lại tiếp tục lên sóng các chị em với những cái mã sản phẩm siêu hot hit còn rất nhiều ở phía sau nữa nha. Còn cái like này thì em xin kết thúc cái buổi like tại đây. Chúc các chị yêu một buổi sáng vui vẻ, một buổi trưa vui vẻ đấy ạ. Còn chị gái nào đặt hàng nữa thì nhanh tay lên đơn thành công cho em, cũng như là chủ động inbox cho em để đặt đơn, hoặc là chủ động inbox cho em xin địa chỉ của các chị gái nhá. Hôm nay thì em sẽ kết thúc like ở đây. Chúc các chị một buổi trưa vui vẻ. Em chào và hẹn gặp lại các chị buổi trưa ngày hôm nay đấy ạ. Thank you.